Đây là những cây ngải. Bắt đầu tôi sẽ lấy lá ngải này, tôi sẽ quạ vô chiêu bùa cho các bạn xem. Đây là chữ bùa. Mình đã hoàn tất chữ bùa. Bắt đầu mình sẽ làm phép đó các bạn. Mình sẽ đốt nhang, xin phép vào lá bùa này. Như vậy mình đã xin phép xong chư bùa. Bắt đầu mình sẽ hái những cành bông. Đây là ngải hổ quấn. Đây, nó ra hai bông. Đây là bông ngải thủy diệp tiên. Các bạn thấy không? Nó sáng ra, nó nở ra rất thơm. Đó, rất thơm. Mình sẽ hái nó xuống. Mình sẽ hái thứ nhất, thứ nhì. Mình có 2 bông, mình có 3 bông thủy diệp tiên. Đây là ngải ngàn thâm. Bắt đầu mình làm phép vô cái bông thủy diệp tiên. Bông thứ nhất, đây là bông thứ nhì đó các bạn, mình làm phép vô. Đây là bông thứ ba. Sau khi mình làm phép xong đó các bạn, mình để lên lá bùa bằng lá ngải. Giờ mình tiếp tục làm phép đó các bạn. Bắt đầu mình để lên ba bông lên lá bùa. Và bắt đầu mình hái thêm một bông thứ nhất á, ngải nàng thâm, cái nhị ở trong đó. Đây là bông thứ nhất, mình làm phép tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục mình hái cái bông thứ hai. Đây là bông thứ hai, mình sẽ làm phép tiếp.
Tiếp tục mình làm phép hết hai loại bông này. Đây là hai loại bông mình luyện á, công phu lắm các bạn. Tại mình hái ra, mình vẽ chữ bùa vô cái lá. Tức là mình không có dụng cụ hết, chỉ có nhang thôi. Mình dùng nhang, mình vẽ vô lá bùa, cây ngải hổ sọc. Bắt đầu mình tiếp tục làm nhiều giai đoạn công phu. Mà loại này á, các bạn biết chưa? Loại này luyện ngải cầu tài rất mạnh, giúp cho những cơ sở làm ăn buôn bán ế ẩm, giúp cho những người làm ăn kinh doanh, tức là mua bán địa ốc, nhà cửa, ví dụ một công ty nào đó muốn làm ăn thì ế ẩm quá, sức loại dầu thơm này vô thì mình đi ăn nói, đi tới đâu nói chuyện tất cả mọi người thương mến và kính mến mình. Tức là những công việc kinh doanh thuận lợi cũng như thuận buồm xuôi gió. Tức là mình mở miệng ra thơm tho, nói năng, có cảm tình. Vì vậy công ăn việc làm của mình rất trôi chảy. Nếu mà mình không có xài cái này, nói thật với các bạn, mình làm ăn không bao giờ được khấn khá hết. Các bạn biết cái gì, mình nói ra nhiều khi nói chuyện vô duyên lắm. Mở miệng ra 9 người á, 10 người, hết 8 người nói chuyện ra vô duyên. Tại vì mình nhiều khi mình nói ra mình thấy mình nói có duyên, nhưng mà sự thật người khác nghe được không vô đổ tai. Vì vậy nhiều khi nói chuyện làm ăn buôn bán thất bại nhiều lắm. Nếu mà các bạn có gặp vị thầy nào, nhớ nhờ vị thầy giúp đỡ, người ta sẵn sàng giúp cho các bạn sẽ làm ăn được khấn khá. Tại vì các bạn nói chuyện nhiều khi có nhiều môi trường trong xung quanh lắm các bạn không hiểu đâu. Những cảnh vật môi trường xung quanh âm khí này kia tùm lum hết. Nhưng mà các bạn bình thường đi ăn nói rất vô duyên. Nhiều người bị thất bại lắm, tuyệt vọng. Nếu mà xài cái này sẽ cuộc đời sẽ thấy một cánh hoa đang nở tươi thắm, đón một mùa xuân. Công ăn việc làm cũng vậy, bất cứ việc gì cũng vậy. Mình làm ăn, mình ăn nói có duyên và thấy có cảm tình với người ta, con người mình mới phấn chấn, có cuộc sống mạnh mẽ, hăng say trong cuộc sống làm ăn. Còn nếu mà các bạn nói chuyện mà người nào cũng từ chối các bạn hết, các bạn cảm thấy thế nào? Đó là một niềm rất là đau khổ. Tại vì mình đi ăn nói cố gắng hết sức, mình có trình độ học vấn và có kỹ thuật đàng hoàng, mình nói nhiều mà không ai hấp thụ, tin tưởng lời của mình hết. Vì vậy khó làm ăn lắm các bạn. Nếu các bạn gặp trường hợp như vậy, phải đi tìm thầy cho được, xin một chai dầu ăn nói, mua bán, làm ăn kinh doanh, thì hy vọng một ngày nào đó các bạn được gặp một vị thầy đó sẽ làm ăn khấn khá hơn. Nếu các bạn không tìm được, phải tìm cho được một vị thầy á, luyện ngải, loại ngải không có hại. Hai loại ngải này không có hại, nàng thâm và thủy diệp tiên. Hai loại này rất tốt cho chuyện làm ăn buôn bán. Các bạn nên nhớ như vậy, chuyện làm ăn buôn bán mà mình biết được, mình sẽ ăn nói
mình nói chuyện ra mọi người kính mến và mến phục mình, vì chỗ đó là mình có những nhiều cái hợp đồng béo bở và sau đó mình sẽ thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video này, nhớ đăng ký vào để xem nhiều video mới lạ nhất. Bye.